Ở đây thì Thiện quay trở ngược lại đường Quỳnh Cương, mép bên tay phải, từ hướng mà bên đường Hùng Dương đi vào. Bên phải là đường Hoàng Văn Thụ, bên trong là đường Quỳnh Cương đó. Thì hiện tại thì cái mật độ xe nó đã thông thoáng hơn khi nãy. Khi nãy thì đông đúc hơn cho nên cái việc quay phim cũng rất là khó. Thì giờ đông thưa thưa người dễ quay hơn. Đây, khu vực này thì bán hoa, bán mai cũng giống như mép bên kia. Quá đẹp. Có hoa là có Tết. Năm nay thì cái lượng mọi người về đây mua bán hoa rất là nhiều. Người mua thì cũng nhiều luôn. Hiện tại mới 25 thôi nhưng mà cũng đã rất là nhiều người tới mua rồi. Như vậy thì đỡ cho những cô chú mà cũng nhọc công chăm sóc những cái cây mai này, có khi mất cả chục năm mới mang ra đây bán được. Đây có cây mai nãy 750 triệu đó, mất có thể vài chục năm tới cả trăm năm mới được cái gốc quá lớn đó. Ở đây cũng có người mua mai rồi đó. Chậu này là chậu tầm trung bình thôi, cao tầm là 400-500 ngàn. Đây có cây mai này bự lắm nè, cây mai này năm rồi, hình như năm rồi cũng có mang ra bán đó nhưng mà chưa có ai mua. Hôm nay tiếp tục ra trưng bày nữa. Chủ yếu bán những cái chậu nhỏ nhỏ cầm vừa tay. Wow, cái chậu này mai ghép nè, búp búp nở hết rồi. Này mai này tới chừng 20 cánh. Mai ghép thì thường mọi người khách hàng ít có chuộng hơn, là do năm nay nó có bông nhưng mà trồng năm sau là chưa chắc nó đã sống. Nhưng mà những cái mai người ta trồng vườn á thì cái tuổi thọ nó rất là cao, nó cao hơn những cái mai ghép. Đây là dưa hấu chân nè, cặp này cũng tầm trung bình, không có quá lớn. Mỗi một cái khu vực bán hoa kiển đều có người trông coi. Thí dụ như cái khu vực này bán mai thì có một chủ mai người ta trông coi từ đầu hôm cho tới nửa đêm, thậm chí ngủ lại qua đêm luôn để canh giữ cho tới khi mà bán xong
tới ngày 30 thì người ta mới dọn về để về quê ăn Tết. Đây có anh này, anh ngủ luôn rồi. Thức thâu đêm thành ra cũng mệt mỏi. Cũng mong rằng những khách hàng có thể là vui tính, dễ tính để mua hết những cái phần này để cho cô bác mang về nó nhẹ hơn và cũng thu nhập nó cũng cao hơn. Như vậy thì ai cũng vui, người chân mai và người chân hoa kiển cũng thấy nó đẹp, nó có sắc xuân trong nhà. Là cái người mà trồng hoa người ta cũng vui, tại vì mua bán hết. Mua bán hết thì về nhà mặc dù mệt vất vả nhưng mà mọi người cũng vui. Tại hai bên đường này người ta cũng trang trí những cái lồng đèn nè, rất là đẹp mắt. Những cái trái châu bên trong là gắn cái bóng đèn á, nhưng mà cái kiểu giống như phố cổ Hội An vậy đó. Nguyên cái đường này chỉ là mai thôi, hoa mai rất là nhiều. Những cái chậu mai này thì mình chưng nó vừa bấp bấp như vậy thì tầm khoảng một tuần nữa nó cũng chưa có tàn hết nữa. Tại những cái số búp nó đã nở, thì những cái số mà nó nhỏ nụ hơn đó, thì nó sẽ tấn lên. Cho nên lúc nào thì cái mai nó cũng có vàng, cái bông nó vàng hơn trong nhà. Hai bên này nhìn tươi hơn nè, bên này qua nhiều thì quay nó đẹp hơn. Ồ, đây có cây mai này quá lớn nè. Cây mai này quá lớn. Mai rất là đẹp ha. Năm nào mà Thiện đi quay khu vực Cần Thơ thấy bà con mua bán tấp nập như vậy thì năm đó rất là vui. Thì cứ mình nghĩ là cái năm đó thì bà con tập trung vào trồng những cái chậu mai, chậu hoa đem ra thị trường cung cấp nhiều, thì mình ra thấy cái không khí Tết, không khí xuân nó tràn ngập khắp thành phố Cần Thơ. Thì những cái người mà tham quan ngắm nhìn và mua sắm thì cũng thấy ấm lòng hơn, thì người ta có quá nhiều sự lựa chọn cho cái ngày Tết, trưng gì hoặc là mua gì, dùng gì đều có tất cả ở ngoài. Thiện đi quay một vòng thì nãy giờ chỉ có cái cây mai giá trị cao nhất là 750 triệu thôi, còn lại thì nó tầm khoảng vài trăm ngàn tới vài triệu và vài chục triệu. Cũng có chưa có cây mai nào mà quá đắt như cây mai ở bên kia. Phía trước Thiện đó là cái nguyên cái công viên mà bán toàn là hoa. Đây đầy đủ các loại hoa luôn. Những cái chậu này một cặp là 350, mà một chậu là 200 ngàn hoa cúc.
nguyên cái công viên qua luôn. Sống đời một cặp 50. Đây là nguyên cái dựa dưa hấu ở này luôn. Người ta khắc chữ, cạo chữ, rất điêu luyện nè. Phát lộc phát tài. Đây có hình chú chuột kìa. Đã quá. Cái này dưa hấu đó anh. Để mở một cặp như vậy là nhiêu? Dưa hấu thì theo loại nó à. À cặp đó 400 ha. Dạ. Dạ. Còn cái này bán trái. Còn dạ. Trái này là 400 luôn. Dạ. Trái mà có hình tài lộc đó là 400 ha. Dạ. Còn còn tượng là cặp 800. Ờ. À. Dạ. Cái này là mình vẽ lên đó mình khắc. Là khắc tại chỗ. Khắc tại chỗ luôn hả? Dạ. Dạ. Khắc thủ công á hả? Thủ công. À. Để đây em quay vậy đó để cô chú nào mà có xem được video này á, dạ, người ta có ý muốn mua á thì lại đây mua những cái trái dưa hấu mà có khắc những cái hình con vật này con vật kia á, nhìn rất đẹp mắt, à, tượng trưng cho may mắn cả năm. À, chúc anh mua may mắn đắt nha. Dạ. Đây thì Thiện đã đi giáp khu vực bờ hồ sáng thổi của thành phố Cần Thơ rồi. Thì đây những hình ảnh cuối cùng Thiện gửi đến cho tất cả mọi người xem. Ở đây là dưa hấu nè, nguyên cái dựa dưa hấu nằm ở đây luôn. Đây, khu vực này là công viên bờ hồ ha. Dưa hấu, bưởi rồi nhiều lắm. À, đây là dòng sông, à, năm nào cũng vậy người ta di chuyển bằng xuồng ghe tới đây để chở những cái hoa kiển lên để bán. Thì video Thiện xin được tạm dừng tại đây. Những hình ảnh ngày xuân ngày 25 Tết gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn tất cả mọi người xem để thấy không khí vui xuân đón Tết của bà con ở Việt Nam nói chung, ở miền Tây Cần Thơ nói riêng. Đây, rất là nhiều hình ảnh đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.